Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là ngày lễ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để thể hiện tiếp nối kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, những anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì đất nước. Những ngày vừa qua, tại các địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tối ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhà tù Sơn La, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cử hành nghi thức cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, chư tăng ni, quý đại biểu và đồng Phật tử dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, kính cẩn dâng hoa, thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Sau lễ viếng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tụng thời kinh cầu anh linh các liệt sĩ siêu thoát, cầu nguyện cho quốc thái, dân an. Trong khi đó, sáng hôm qua, ngày 27 tháng 7, chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tới nghĩa trang thành phố để dâng hương hoa tưởng niệm và cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ. Chư tôn đức thành kính đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ những nén hương, đời đời tưởng nhớ công ơn những người con đất Việt bất khuất đã không tiếc tuổi xuân, máu xương cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do. Cùng thời gian này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Bắc Lào tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Phật Tích, thành phố Luang Prabang. Hiện tại chùa đang đặt bài vị của 6 liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Luang Prabang trong chiến tranh. Với lòng biết ơn sâu sắc, cứ đến tháng 7 hàng năm, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cùng cộng đồng kiều bào lại tổ chức kỷ niệm ngày 27 tháng 7 để tri ân và ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước.